Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam sắp công bố sách trắng quốc phòng lần đầu tiên sau một thập kỷ. Trích dẫn các nguồn tin riêng từ Việt Nam, giáo sư Cạ Thầy Ơ của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc thuộc Đại học New South Wales và nhà phân tích quốc phòng Derek Grossman của Viện Nghiên cứu Rand Corporation ở Mỹ cho VOA biết rằng sách trắng quốc phòng của Việt Nam sẽ được ra mắt trong vài tuần tới. Theo giáo sư Cạ Thầy Ơ, sách trắng quốc phòng Việt Nam sẽ được ra mắt trong tháng 11. Ông trích dẫn một nguồn tin riêng của ông là một quan chức cấp cao về quốc phòng cho biết như vậy, nhưng không nói cụ thể ngày nào cuốn sách sẽ được công bố. Theo ông, việc ra mắt này nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Quốc hội, ngày Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, ông Grossman, nhà phân tích chính sách quốc phòng về các mối quan hệ giữa Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, cho biết nguồn tin riêng của ông trong Quân đội Nhân dân Việt Nam nói rằng sách trắng lần này có thể sẽ được ra mắt đúng vào ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời VOA về yêu cầu bình luận trước những thông tin này. Tuy nhiên, theo cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho biết hôm 1 tháng 11, các cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đang hoàn chỉnh các ấn phẩm, trong đó có sách trắng quốc phòng năm 2019, là một trong nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việt Nam lần đầu tiên công bố sách trắng quốc phòng vào năm 1998 và lần thứ hai vào năm 2004. 5 năm sau đó, cuốn sách trắng quốc phòng lần thứ ba được ra mắt trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ và thách thức đan xen. Trước bối cảnh đó, theo giới thiệu của cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, khi ra mắt cuốn sách năm 2009, Việt Nam chủ trương duy trì và phát triển quốc phòng đủ mạnh, kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ và trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cũng theo Bộ Quốc phòng, Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các tranh chấp lãnh thổ và các tranh chấp khác bằng các biện pháp hòa bình, góp phần xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Kể từ đầu tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã đưa một tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Hà Nội, một mặt cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của mình, nhưng chỉ phản đối qua đường ngoại giao và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Việt Nam thậm chí không kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như gợi ý của các chuyên gia cũng như những kêu gọi của nhiều người dân. Trước khi Trung Quốc đã rút khỏi tàu khảo sát họ sau 4 tháng hoạt động trên vùng biển của Việt Nam, chính phủ Mỹ gồm cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam và các nước khác trong hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông. Việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo cũng như ngăn cản Việt Nam hợp tác với nước ngoài trong việc khai thác dầu khí trên Biển Đông đã gây lo ngại cho Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế. Các động lực này cho thấy Hà Nội cần phải có một chiến lược táo bạo hơn nếu họ muốn có một sự cân bằng ở Biển Đông. Theo ông Nguyễn Thế Phương, một cộng tác viên nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, gần đây, các nhà quan sát Việt Nam cho rằng Hà Nội nên bỏ chính sách 3-0 để có thể trở nên chủ động trong việc tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia bên ngoài khu vực. Ông Phương viết trong một bài phân tích đăng trên trang Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á của CSIS. Những thảo luận này là cần thiết trước khi Việt Nam công bố cuốn sách trắng quốc phòng thứ tư vào cuối năm nay. Ông Phương cũng là một thành viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Cho dù lãnh đạo Việt Nam có điều chỉnh lại cách tiếp cận hiện tại về an ninh hàng hải hay không, thì có một điều chắc chắn rằng họ cần phải chủ động, tự tin và có chí cầu tiến hơn. Ông Phương viết, nói một cách khác, Việt Nam cần hành xử như một cường quốc chủ động tầm trung. Việt Nam đang chuẩn bị công bố sách trắng quốc phòng theo các nguồn tin
từ các nguồn thạo tin của hai chuyên gia về Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao trong những tháng gần đây vì tranh chấp khai thác dầu khí quanh bãi Tư Chính ở Biển Đông. Trích dẫn các nguồn tin riêng từ Việt Nam, giáo sư Cả Thầy Ơ của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc thuộc Đại học New South Wales và nhà phân tích quốc phòng Derek Crossman của Viện Nghiên cứu Rand Corporation ở Mỹ cho VOA biết rằng sách trắng quốc phòng Việt Nam sẽ được ra mắt trong vài tuần tới. Theo giáo sư Cả Thầy Ơ, sách trắng quốc phòng Việt Nam sẽ được công bố trong tháng 11. Ông trích dẫn một nguồn tin riêng của ông là một quan chức cấp cao về quốc phòng cho biết như vậy, nhưng không nói cụ thể ngày nào cuốn sách sẽ được công bố. Theo ông, việc ra mắt này nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, ông Grossman, nhà phân tích chính sách quốc phòng về các quan hệ giữa Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, cho biết nguồn tin riêng của ông trong Quân đội Nhân dân Việt Nam nói rằng sách trắng lần này sẽ được ra mắt đúng vào ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời VOA về yêu cầu bình luận trước những thông tin trên. Tuy nhiên, theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng cho biết hôm 1 tháng 11, các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đang hoàn chỉnh các ấn phẩm, trong đó có sách trắng quốc phòng năm 2019, là một trong nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc phòng Toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việt Nam lần đầu tiên công bố sách trắng quốc phòng vào năm 1998 và lần thứ hai vào năm 2004. 5 năm sau đó, cuốn sách quốc phòng, sách trắng quốc phòng lần thứ ba ra mắt trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ và thách thức đan xen. Trước bối cảnh đó, theo giới thiệu của Cổng Thông tin Điện tử Quốc phòng khi ra mắt sách năm 2009, Việt Nam chủ trương duy trì và phát triển quốc phòng đủ mạnh, kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ mà trọng tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cũng theo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp khác bằng các biện pháp hòa bình, góp phần xây dựng Đông Nam Á trở thành khu vực bình ổn và ổn định, thịnh vượng. Kể từ đầu tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã đưa một tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Hà Nội, một mặt khác cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của mình nhưng chỉ phản đối qua loa có lệ bằng đường ngoại giao và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Việt Nam thậm chí không kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như gợi ý của một số chuyên gia và cũng như lời kêu gọi của toàn dân Việt Nam. Việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo cũng như ngăn cản việc Việt Nam hợp tác với nước ngoài trong việc khai thác dầu khí trên Biển Đông đã gây lo ngại cho Mỹ cũng như hoạt động của cộng đồng quốc tế. Các động lực này cho thấy Hà Nội cần phải có một chiến lược táo bạo hơn nếu họ muốn có một sự cân bằng ở Biển Đông. Theo ông Nguyễn Thế Phương, một cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế CSIS ở Washington. Gần đây, các nhà quan sát Việt Nam cho rằng Hà Nội nên bỏ chính sách 3-0 để có thể trở nên chủ động trong việc tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia bên ngoài khu vực. Ông Phương viết trong một bài phân tích đăng trên trang Sáng kiến Minh Bạch Hàng hải Châu Á của CSIS. Những thảo luận này là cần thiết trước khi Việt Nam công bố cuốn sách trắng quốc phòng thứ tư vào cuối năm nay. Theo Phương cũng là một thành viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Cho dù lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có điều chỉnh lại cách tiếp cận hiện tại về an ninh hàng hải hay không, thì có một điều chắc chắn rằng họ cần phải chủ động, tự tin và có chí cầu tiến hơn, ông Phương viết. Nói một cách khác, Việt Nam cần hành xử như một cường quốc chủ động tầm trung. Sự kiện bãi Tư Chính trên Biển Đông không có gì mới, chỉ là tiếp diễn xu thế chính sách của Trung Quốc từ năm 2005 hay sớm hơn, có thể đoán được tình hình căng thẳng sẽ tiếp tục trong nhiều năm đến khi Trung Quốc dần dần thiết lập quyền kiểm soát trên phần lớn Biển Đông, theo một nhà nghiên cứu chính trị học ở Đông Nam Á học từ Đại học Oregon, Hoa Kỳ. Với áp lực
từ cả ngoài lẫn trong, đã đến lúc ban lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam cần xem xét thay đổi đối sách, mà không chỉ là 3-0 mà phải gọi là 4-0, bao gồm không kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, mà như đã thể hiện khi thi triển có hệ thống và ổn định lâu nay vẫn theo ý kiến này. Chủ trương quan hệ thân thiết và liên đảng hơn nữa đã tỏ ra mâu thuẫn và làm giảm hiệu lực của các biện pháp khác nhằm cân bằng với Trung Quốc. Nếu nhìn từ góc độ lợi ích lâu dài của quốc gia, nó còn cản trở việc thực hiện những cải cách kinh tế, chính trị sâu rộng để tạo sự phát triển bền vững cho Việt Nam, ý kiến này nhấn mạnh. Trong trung và dài hạn, các nước tương đối yếu hơn ở khu vực, trong đó có cả Việt Nam, sẽ phải tự điều chỉnh theo cách riêng của mình dựa trên sức mạnh kinh tế và quân sự, vị trí địa lý, khả năng điều hành của lãnh đạo v.v. Mỗi nước có những thách thức khác nhau và không có câu trả lời chung. Lý thuyết quan hệ quốc tế cung cấp hai chọn lựa cơ bản cho các nước nhỏ trong khu vực: hoặc chấp nhận sự lãnh đạo của Trung Quốc, hoặc dùng Mỹ và các cường quốc khác cân bằng với Trung Quốc. Luật pháp quốc tế cũng có thể là một loại đồng minh cân bằng với Trung Quốc trong việc tranh chấp lãnh thổ. Hai lựa chọn này không loại trừ việc phát triển khả năng tự thân để tự vệ, phát triển khả năng tự thân trước mắt là mua vũ khí và tăng cường hải quân, cũng như phát huy tinh thần dân tộc, nhưng trong trung hạn phải có kế hoạch công nghiệp hóa gấp rút như Hàn Quốc đã làm trong 30 năm. Cân bằng để tự vệ có thể thông qua liên minh quân sự, quan hệ mậu dịch hay cải tổ chính trị. Trong điều kiện Việt Nam dân chủ hóa sẽ tăng tính chính danh của chế độ đối với trong nước và thế giới, giúp Việt Nam thêm sức mạnh với bạn bè. Đó là vì đường lối chính nhưng không công khai của Đảng Cộng sản Việt Nam là giải quyết vấn đề trên quan hệ song phương giữa hai đảng cầm quyền mà cùng gắn nhãn Cộng sản, hai nhà nước mà cùng mô hình độc tài toàn trị, hai quân đội mà cùng gắn nhãn nhân dân. Chủ trương này có cơ sở lịch sử, có cái thời mà Hồ Chí Minh đã cũng là Bác Mao, như trong thơ Chế Lan Viên ghi lại phản ảnh Bác Hồ ta đó cũng là Bác Mao. Cơ sở viễn kiến chính trị vẫn được biết tới là đại cục hay tương lai toàn thắng của chủ nghĩa xã hội, và cơ sở vật chất với lợi ích kinh tế cho các công ty nhà nước hay sân sau của các quan chức Cộng sản Việt Nam. Chủ trương này tốt nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam vì nó tương thích với mục tiêu và lợi ích của đảng này. Nó còn dễ thực hiện vì nó đi theo đường lối có sẵn, không phải cố gắng nhiều và đem lại lợi ích lớn trước mắt cho cán bộ đương chức đương quyền. Chủ trương này mặt khác mâu thuẫn và làm giảm hiệu lực của các biện pháp khác nhằm cân bằng với Trung Quốc. Nếu nhìn từ góc độ lợi ích lâu dài của quốc gia, chủ trương này còn cản trở việc thực hiện những cải cách kinh tế, chính sách sâu rộng để tạo sự phát triển bền vững cho Việt Nam. Quan hệ kinh tế gần gũi với Trung Quốc không mang lại công nghiệp tiên tiến mà có rủi ro rất lớn về nợ công, ô nhiễm môi trường và tham nhũng. Cơ sở lịch sử và chính trị của chủ trương này hoàn toàn sai lệch, viển vông như từ ngữ của ông Nguyễn Tấn Dũng đã dùng. Tương lai toàn thắng của chủ nghĩa xã hội chỉ là cái bánh vẽ của lãnh đạo Cộng sản còn níu kéo, nhưng cả thế giới và có lẽ đại đa số đảng viên đã từ bỏ. Lịch sử quan hệ của hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng không có gì đáng tự hào, nếu không nói là thảm kịch kinh tởm của niềm tin và sự phản bội lẫn nhau, dẫn đến chiến tranh và sự hy sinh vô ích của hàng vạn người dân và chiến sĩ. Rất có thể áp lực ngày càng gia tăng của Trung Quốc và của dân chúng, kể cả những đảng viên có tinh thần dân tộc, sẽ buộc Đảng Cộng sản của ông Nguyễn Phú Trọng phải thay đổi chính sách. Vấn đề là đảng này hiện nay đang thiếu lãnh đạo có tinh thần dân tộc, tầm nhìn xa và khả năng tạo ra thay đổi bước ngoặt. Có thể đoán được là tình hình căng thẳng sẽ tiếp tục trong nhiều năm, đến khi Trung Quốc dần dần thiết lập quyền kiểm soát trên phần lớn Biển Đông. Giáo sư Vũ Tường giảng dạy và nghiên cứu tại khoa khoa học chính trị tại Đại học Oregon, Hoa Kỳ từ năm 2008. Ông từng thỉnh giảng tại Đại học Princeton, Đại học Quốc gia Singapore ở Monterey, California. Nghiên cứu của ông về chính trị so sánh
liên quan đến các chủ đề về hình thành quốc gia phát triển, chủ nghĩa dân tộc và các cuộc cách mạng, đặc biệt tập trung vào Đông Á. Chính sách quốc phòng 3-0 được Việt Nam thi triển gồm không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.